Vâng, xin chào tất cả bạn. Hôm nay tôi tiếp tục đến rừng để giới thiệu và gửi đến các bạn một số hình ảnh và một số những cái công dụng từ cái cây dạ cẩm. Đấy. Có thể là các bạn cũng đã được biết đến cây dạ cẩm rồi. Đấy. Ngày trước tôi đã có được một cái clip giới thiệu về cây dạ cẩm rồi các bạn. Đây chính là cây dạ cẩm này các bạn này. Đấy. Đây chính là cây dạ cẩm. Thì có nhiều người ấy, nhiều bạn bảo cây này là không phải là cây dạ cẩm thì tôi cũng không biết là nó như nào. Đây. Còn dây ruột gà là một cái dây khác các bạn ạ. Đó. Dây ruột gà là một cái dây khác, nó không phải là cây này. Cây này là cây dạ cẩm. Mấy nữa nó sẽ ra hoa và hoa của nó thì nó cũng bé tí thôi các bạn. Đây. Và nếu mà các bạn để ý thì ngày trước tôi đã có một cái clip tôi giới thiệu và trong số rất là nhiều những cái bình luận ở đấy thì rất là nhiều anh chị, rất là nhiều cô bác đã dùng cái cây này để chữa viêm loét dạ dày, hang vị dạ dày trào ngược. Thì nó cũng đã cho tác dụng rất là tốt. Đó. Xong là nhiều bác cũng đã cảm ơn tôi vì tôi đã giới thiệu cây thuốc này cách đây thì cũng khá là lâu rồi. Và các bác chỉ sử dụng 1,5 tháng là đã cho hiệu quả rõ rệt rồi. Thì hôm nay tôi tiếp tục giới thiệu cho các bạn cái cây này này. Đấy. Vẫn là cái cây dạ cẩm ngày trước tôi giới thiệu, nhưng mà bây giờ là ở trong một cái khu vực khác. Và hôm nay thì nó không có hoa. Tôi mong sao các bạn có thể nhìn lá này. Đó. Nhìn lá các bạn phân biệt lá của nó. Ở trên thì nó khá là giáp, mặt dưới thì nhẵn. Nhưng mà nó hay gân lá này các bạn này. Nhìn nó như kiểu là giống như là cái cây lá cẩm đấy các bạn. Lá cẩm mà chúng ta dùng để mà làm xôi đấy. Đấy thì có thể là tôi nói hơi dài dòng một chút thì tất cả các bạn thông cảm. Tại vì là ngày trước cái video mà tôi đăng lên thì có rất là nhiều những cái đóng góp của các anh chị. Nói chung là cũng là ý kiến rất là tốt. Tuy nhiên bên cạnh đấy thì có một số các bạn thì tôi không biết là các bạn đã dùng cây này chưa, hoặc là các bạn đã biết đến cái cây này làm thuốc chưa, hay là các bạn là chỉ nhìn qua hình ảnh thôi các bạn phán bảo cây này không phải là cây dạ cẩm. Đó, thì hôm nay tôi tiếp tục gửi đến đây để cho các bạn biết được cái cây dạ cẩm nó như thế nào. Và nếu mà các bạn bạn nào có cô bác nào biết cây này và cây này chính xác là cây dạ cẩm thì vui lòng để lại cho tôi một số cái dòng bình luận ở phía dưới. Đấy. Tại vì là những cái cây thuốc thang thì mình không nên chỉ dẫn và không nên giới thiệu nhầm. Tại vì là khi mà chúng ta giới thiệu nhầm thì nó có thể dẫn đến cái hậu quả nó rất là khôn lường. Đấy, cho nên là những cái mà mình đã tìm hiểu kỹ thì mình mới giới thiệu. Đấy, nên các bạn có một số bạn ấy bảo là cây này không phải cây dạ cẩm, nó không có cái tác dụng gì thì tôi cũng không biết phải nói như nào với các bạn nữa. Thì hôm nay đây tôi tiếp tục đây, các bạn có thể nhìn thấy dây của nó này. Đấy. Như ban đầu ấy, nhiều bác đã biết đến cây này nhờ cái video của tôi và tôi giới thiệu, và các bác đã khỏi cái việc bị trào ngược dạ dày thì tôi cũng rất là mừng. Thì hôm nay đây tôi tiếp tục. Và tôi muốn nói về cho các bạn là cái khu vực phân bố của cây dạ cẩm này. Cây này thì nó mọc hoang rất là nhiều nhé các bạn nhé. Đây mọc hoang rất là nhiều. Và đặc biệt là những cái tỉnh vùng núi phía Bắc chúng ta thì có khá là nhiều. Và ở dưới khu vực là miền Trung Tây Nguyên thì cũng có nha các bạn nhé. Đấy, ở dưới cũng có. Đây là một cái loài thuốc quý.
Đây. Rồi, cái thứ hai tôi muốn nói cho các bạn là một số cái thông tin về cái cách dùng, hay còn gọi là bộ phận dùng của cái cây này này. Bộ phận dùng thì chúng ta có thể dùng từ rễ đến thân đến lá đến ngọn của nó đấy. Nói chung là không bỏ sót cái phần nào, nhưng mà rễ của nó thì chúng ta ít dùng hơn. Chúng ta toàn chủ yếu là dùng thân với lại dùng lá, dùng những cái mầm non này này. Đấy, dùng cái ngọn non này, dùng lá non thì nó hiệu quả hơn. Đấy. Và cái cây này thì chúng ta có thể dùng để phơi khô để mà dùng dần, hoặc là chúng ta nấu thành cao nhé các bạn nhé. Đấy, chúng ta nấu thành cao nó có hai dạng. Cái thứ nhất là dạng phơi khô để dùng, còn cái thứ hai là để nấu thành cao ra để mà dùng. Đấy. Thì cái công dụng của cây này nó có thể chữa tức là giảm đau dạ dày này, do trung hòa được cái lượng axit trong dạ dày đấy, và có tác dụng là hỗ trợ điều trị viêm dạ dày, những cái trứng mà ợ chua này đấy, tức là nó sẽ làm bớt đi cái việc ợ chua này, giúp liền vết loét ở dạ dày đó. Và cái thứ hai nó có thể điều trị việc loét mồm nhé các bạn. Mồm lưỡi của các bạn bị loét thì các bạn có thể dùng cái này. Những cái trường hợp mà bị loét do nhiệt này, đó, đại loại là như thế, bị loét mồm thì các bạn cũng có thể dùng cái cây này. Đấy, những cái đối tượng sử dụng là những cái người mà mắc bệnh viêm loét dạ dày này, người bị chứng viêm hang vị dạ dày này, người bị chướng bụng này, đầy hơi ợ chua trào ngược dạ dày này, bị lở mồm loét miệng, là các bạn dùng cái cây này cho tôi nhé các bạn nhé. Đấy là một số những cái. Và những cái trường hợp đây, cách dùng cái cây này nhé các bạn. Cách dùng thì các bạn có thể lấy khoảng 20 đến 25 gram lá và ngọn khô, sắc với lại 1 lít nước, đun sôi và duy trì đun nhỏ lửa thêm khoảng 10 phút nữa, và cho thuốc ngấm là có thể dùng được. Và khi uống thì các bạn có thể thêm 2 thìa cà phê mật ong vào để cho dễ uống và tăng cường cái hiệu quả để mà điều trị cái bệnh dạ dày của các bạn nhé các bạn. Đó. Và các bạn có thể chế thành cao để mà dùng. Đó, các bạn có thể chế thành cao. Và để mà chế thành cao thì các bạn lấy cái này, các bạn cứ đun thôi. Các bạn chế thế nào thành cao thì cái đấy là tùy theo phương pháp của tất cả các bạn đúng không nhỉ. Đấy. Và ngoài ra thì có một số địa phương chúng ta còn có thể lấy cây dạ cẩm này kết hợp với lại cái lá khôi tía và cái bồ công anh để mà điều trị chứng trào ngược dạ dày. Đó. Dùng dạ cẩm 20g, lá khôi tía 30g và bồ công anh 20g. Tất cả các bạn sắc với khoảng 1,2 lít nước. Các bạn đun cạn còn khoảng 600ml nước thì các bạn dùng để uống. Và một ngày các bạn uống 3 lần. Đấy, và uống trước bữa ăn khoảng 20 phút. Và hoặc là những cái lúc đau ấy thì nó sẽ cho hiệu quả rất tốt. Đấy. Đấy là một số những cái thông tin mà tôi muốn gửi đến tất cả các bạn. Tại vì là ngày trước tôi đã có một cái clip tôi giới thiệu gửi đến các bạn rồi, cái cây dạ cẩm này. Nhưng mà có một số bạn thì các bạn bảo cây này không phải là cây dạ cẩm. Đấy, thì hôm nay tôi muốn quay lại một chút để cho các bạn biết. Tại vì là cây này đến tận hôm nay thì trước cái video tôi làm đến hôm nay thì chắc cũng khoảng được gần nửa năm rồi. Trong cái thời gian đấy thì có nhiều bác xem video của tôi xong cũng đã tìm đến cái cây dạ cẩm này, tự tìm nhé các bạn. Đấy, tôi chỉ xong tự tìm xong đến tận bây giờ là cũng đã khỏi về cái việc dạ dày. Vì vậy tôi rất là mừng. Nên là hôm nay tôi tiếp tục rồi giới thiệu. Rồi, đấy là những cái thông tin tôi muốn gửi đến tất cả bạn. Hy vọng đây là những cái mà hữu ích. Nếu mà các bạn thấy hay thì đừng quên nhấn like, đăng ký kênh và chia sẻ clip này cho nhiều người cùng xem hơn nữa.
Và đặc biệt là những cái cô bác anh chị nào các bạn đã dùng cái cây này rồi thì vui lòng để lại cho tôi một số những dòng bình luận. Ngoài ra thì cô bác anh chị nào biết đến cái công dụng của cây dạ cẩm này, ngoài những cái công dụng mà tôi nói, nó còn trị được những cái bệnh gì thì tôi mong sao tất cả mọi người có thể đóng góp ý kiến cho tôi ở phía dưới, những cái dòng bình luận ở phía dưới để tôi ngày càng hoàn thiện hơn nữa những cái cây thuốc, những cái bài thuốc nam ở địa phương chúng tôi cũng như là ở những cái bài thuốc dân gian để gửi đến tất cả các bạn ở trên YouTube này. Và cảm ơn tất cả các bạn đã dành cái thời gian quý báu của mình để xem hết cái clip này. Tôi rất là cảm ơn, rất là trân trọng, rất là trân trọng những cái mà các bạn đã ủng hộ, những cái mà các bạn đã đóng góp để lại những cái bình luận cho tôi. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Xin cảm ơn.